quý vị, trong những ngày cuối tuần, sau khi gần chạm ngưỡng 62 triệu đồng một lượng, thì giá vàng trong nước đã giảm mạnh theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng đã giảm mạnh từ 1 triệu 8 đến 2 triệu đồng một lượng trong thời điểm cuối tuần này. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 58,9 triệu đồng một lượng mua vào và 60,1 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng SJC giao dịch lẻ tại một số doanh nghiệp thì cung ứng niêm yết ở mức là 59,2 triệu đồng một lượng mua vào và 60,09 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 59,3 triệu đồng một lượng mua vào và 60,52 triệu đồng một lượng bán ra. Các chuyên gia cũng dự báo nếu giá vàng thế giới đảo chiều thì khả năng giá vàng trong nước sẽ còn giảm mạnh hơn nữa. Trong hôm qua và hôm nay, giá lợn hơi ở miền Bắc đã giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg, còn ở miền Trung, Tây Nguyên thì lại tăng nhẹ. Hiện giá lợn hơi dao động từ 41.000 đến 47.000 đồng một kg, trong khi đó giá thịt lợn tại chợ vẫn cao. Những ngày gần đây, giá lợn hơi liên tục giảm. Từ ngày 20 tháng 11, tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg, dao động quanh mức 41.000 đến 45.000 đồng một kg. Tại Hà Nội, giá lợn hơi đang là 41.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng một cân, dao động quanh mốc từ 44.000 đến 47.000 đồng một kg. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung ghi nhận giá lợn hơi hôm nay nhích nhẹ một giá lên mức 44.000 tới 47.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Nam hôm nay cũng được điều chỉnh, dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng một kg. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến giá lợn hơi xuống thấp là do lượng lợn cung ứng ra thị trường vẫn cao trong khi nhu cầu của người dân giảm. Gần đây, số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước đang tăng cao trở lại. Điều này dẫn đến sức tiêu thụ thịt lợn trên thị trường giảm, khiến giá lợn hơi đi xuống. Tuy nhiên, trong thời gian tới, sau khi người chăn nuôi bán đi lượng lợn hơi quá lứa, giảm đàn, cộng với nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tăng cao, giá lợn hơi sẽ tăng trở lại. Với phương châm không để thiếu hàng và sốt giá vào dịp cuối năm cũng như dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc là có biến động giá nhiều trên địa bàn, phải chủ động phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường. Các địa phương phải có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân trong trường hợp có dịch bệnh và Tết, triển khai các biện pháp ổn định thị trường theo quy định của pháp luật cũng như phối hợp với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa và bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Hơn nữa, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho việc lưu thông hàng hóa nhằm bảo đảm cho lưu thông thông suốt và kịp thời cung ứng cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, hạn chế tối đa việc dừng sản xuất trong dịp gần Tết, gây tâm lý bất ổn cho thị trường. Giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân phối nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá giả tạo do đầu cơ nâng giá. Không giống như các phân khúc bất động sản khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giá cho thuê của thị trường kho lạnh lại liên tục tăng vọt trong 2 năm qua. Theo đó, thì chuỗi cung ứng lạnh của Savins, sự bùng nổ của thương mại điện tử trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang thúc đẩy nhu cầu thuê kho lạnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, do phân khúc này khá kén chọn khách hàng nên nguồn cung lại khá ít, vì thế mà hiện tại không đáp ứng kịp được nguồn cầu nên dẫn đến hiện tượng giá bất động sản cho thuê kho lạnh tăng vọt. Như tại khu vực phía Nam, giá cho thuê kho lạnh từ 1,18 triệu đồng một tấn vào quý 1 năm 2020 đã tăng lên gần 2 triệu đồng một tấn khi bước sang đầu quý 4 năm 2021, tức là tăng gần gấp đôi trong vòng 24 tháng. Còn tại Hà Nội, giá cho thuê kho bãi, nhà xưởng khu vực phía Tây Hà Nội, Nam Hà Nội tăng gần 30% kể từ đầu năm 2020 cho đến nay. Các khu vực gần trung tâm thành phố thì giá cho thuê tăng từ 40 đến 50%. Giá chung cư tại các quận nội thành Hà Nội, bao gồm cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, đã tăng mạnh so với quý 4 năm 2020 và dự báo là sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Năm 2021, giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục xu hướng tăng do khan hiếm nguồn cung. Điều đáng nói, giá tăng cả chung cư mới và cũ trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo chuyên gia về bất động sản cho biết,
Sở dĩ giá chung cư tại Hà Nội bắt đầu tăng từ tháng 10 là do nhu cầu ở thực của người dân tăng lên. Sau giãn cách, nhiều người nhận ra rằng ở chung cư có không gian thoáng đãng, các biện pháp an toàn phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt hơn các khu dân cư đông đúc hay trong các ngõ nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia nhận định khoảng 1-2 năm nữa, chung cư sẽ thiết lập mặt bằng giá cao hơn bởi các dự án đang xây dựng dở dang trong năm 2021 bị đội chi phí xây dựng lên 25-30% vì giá nguyên vật liệu tăng. Đặc biệt, quỹ đất tại các quận nội thành gần như không còn. Sự dịch chuyển bắt đầu xa trung tâm hơn, từ 20 km trở lên. Một số chuyên gia bất động sản đánh giá, nguồn cung căn hộ thấp, cơ sở hạ tầng nâng cấp cùng với việc giá thép, xi măng tăng đã đẩy giá bán căn hộ sơ cấp tăng liên tục. Điều này dẫn đến việc tăng giá các căn hộ cũ khi người mua không có nhiều lựa chọn ở các dự án mới. Thưa quý vị, hiện dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và theo như thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì tại phía Nam hiện có gần 2,5 triệu lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ở khu vực này đã phải ngừng việc, chiếm 70% số lao động phải ngừng việc của cả nước. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất là sự thiếu hụt về lao động trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, bất động sản hiện nay. Ghi nhận sau đây tại thủ đô Hà Nội. Đây là dự án trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư cao tầng HESCO, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, do công ty cổ phần xây dựng An Phú Gia là nhà thầu thi công. Những ngày qua, dự án này đã phải liên tục tuyển lao động vì khối lượng công việc thực hiện khá lớn, với công trình là 2 tòa tháp 50 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là 145.000m2. Ngoài đảm bảo về chất lượng lao động, thì công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng là bài toán phải được đặt lên hàng đầu, vì thời gian qua, không ít công trường đã xảy ra tình trạng công nhân nhiễm dịch bệnh COVID-19. Thứ nhất đó là về nguồn lực quản lý, thì chúng tôi sẽ thông qua cái hệ thống quản lý ERP để chúng tôi, cái head office ở trong thành phố Hồ Chí Minh và đội ngũ con người, các ban chỉ huy thì chúng tôi đưa từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Đối với lực lượng công nhân thì chúng tôi huy động toàn bộ những nguồn lực công nhân mà tốt nhất ở khu vực phía Bắc này. Trong cái mùa dịch này thì cái việc mà tuân thủ 5K thì rất là quan trọng và đặt lên hàng đầu. Chúng tôi phải tuân thủ hết tất cả những gì mà đảng và nhà nước đề ra. Hàng ngày là chúng tôi phải test trước khi vào công trường. Dịch bệnh COVID-19 hiện đang gây ra những hệ lụy và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động xây dựng do thiếu hụt nguồn lao động. Và tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài nếu như các nhà thầu, đơn vị thi công không có những giải pháp căn cơ chủ động. Tiến độ của các dự án công trình hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực này. Từ nhiều năm nay, đời sống sinh hoạt của hàng chục hộ dân thôn Làng Mi, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai đang bị ảnh hưởng bởi nguồn nước và không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do bãi rác thải Xuân Quang nằm ngay đầu nguồn nước. Dự án nhà máy rác thải đã được thiết kế và dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2018. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhà máy này vẫn chưa được nghiệm thu và bàn giao. Tình trạng ô nhiễm vẫn hàng ngày đe dọa nghiêm trọng đến đời sống của bà con nhân dân trong thôn. Ghi nhận dưới đây của phóng viên chương trình. Những hình ảnh xung quanh gia đình ông Trần Văn Quang tại thôn Làng Mi, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 5 năm nay, cuộc sống của gia đình ông Quang bị đảo lộn hoàn toàn. Nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến mọi người phải chuyển sang ở nhà người thân. Và ông cũng không thể làm ăn, canh tác trên chính mảnh đất của mình. 2 ao cá, nguồn sinh nhai của gia đình, bao năm nay giờ cũng bỏ không. Tất là từ ông bệnh giác, nó nhanh một câu như thế. Chưa nâng cấp thì nó còn đỡ, mới chỉ có cá chết thôi. Nhưng đến lúc nâng cấp lên rồi, ngan vịt chết trắng ao luôn. Thế còn nước thì mấy năm gần đây là tớ gần như cái kiểu là cứ tự nói vui mọi người là tôi đang luyện công, nên tớ uống toàn nước lá đây. Tắm tớ cũng tắm bằng nước lá, chứ tớ không tắm bằng nước lã được. Sắp vách gia đình ông Quang, chị Lê Thị Hương cũng cùng chung cảnh ngộ. Chị Hương cho biết từ ngày bãi rác đi vào hoạt động, hàng ngày phải chịu mùi hôi thối, đến nỗi khi đi ngủ vẫn phải đeo khẩu trang. Chi phí hàng tháng phải mua thiết bị lọc nước lên đến tiền triệu. Nước đây, nước làm sao mà để cá mà con giống mà sống được mà cây cối cũng chết dần chết mòn đây này. Đấy, lên các anh xem là như nào để xử lý cho chúng em về nguồn nước. Nước bao nhiêu cái máy lọc nước cũng không thể lọc nổi nên cái nước bãi rác nó đen xì xì này. Mùi rác thì bốc lên thì thối, mùa đông mùa hè thì
đốt thì oi khói, xong rồi ruồi muỗi thì nhiều, mùi thì thối lắm, không dân không thể chịu nổi, phải đóng cửa kính nhưng nó vẫn phải vào, nó vẫn vào, vẫn phải đi ngủ còn phải bịt khẩu trang. Được biết bãi rác tại thôn Làng Mi, xã Xuân Quang hiện do doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Triều vận hành và khai thác. Từ ngày bãi rác đi vào hoạt động nhưng hệ thống xử lý nước rỉ rác hầu như không hoạt động. Bây giờ hiện tại cái mồ hố đấy thì vẫn theo quy trình từ trước đến bây giờ thì là đổ thẳng xuống đấy, xong rồi san phẳng ra, xong rồi rác vôi bột phun thuốc xong bắt đầu rồi thì nấp đất thôi, chứ còn xử lý hệ thống nước là chưa có. Chúng tôi cũng đã đi kiểm tra thực tế rồi, nhưng cũng đã thống nhất với trước mắt giải pháp với huyện ấy là trước mắt là thu gom cái nước gì rác mà nó còn chưa có đưa qua hệ thống để xử lý, thì chúng tôi cũng đã yêu cầu cái đơn vị vận hành cũng như là huyện cũng đã yêu cầu để lắp đặt thêm cái sớm cái hệ thống cái thu gom nước rỉ rác đấy thì sẽ khắc phục sớm cái này. Cuộc sống của bà con nhân dân thôn Làng Mi đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, sinh kế không còn, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết theo kế hoạch nhà máy này phải hoàn thành vào năm 2018, nhưng nhiều năm qua những con người nơi đây vẫn mong ngóng tiến độ thi công nhà máy xử lý rác thải với hy vọng cứu vãn được cuộc sống đang lay lắt từng ngày. Sau những ngày im ắng, sáng 20 tháng 11, phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam đã chào đón 50 du khách quốc tế đến du lịch theo chương trình hộ chiếu vaccine. Cụ thể, đoàn 50 khách quốc tế đã có chuyến tham quan khu phố cổ Hội An thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo quy trình khép kín. Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan di sản văn hóa thế giới này sau 2 năm vắng bóng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đoàn khách sau đó trải nghiệm đi xích lô dạo quanh phố cổ, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật, tham quan bảo tàng văn hóa, di tích chùa Cầu, nhà cổ, hội quán Phúc Kiến. Để chào mừng sự kiện quan trọng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã tổ chức gặp gỡ, tặng quà cho du khách trước khi đoàn đi tham quan các địa điểm trong khu phố cổ. Trong khi đó thì người dân thành phố Hội An cũng cảm thấy háo hức và vỗ tay chào đón đoàn khách đến du lịch. Năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai có kế hoạch trồng mới 350 ha chè. Toàn bộ diện tích trồng mới tập trung tại huyện Mường Khương, địa phương đang có diện tích chè lớn nhất của tỉnh này. Huyện Mường Khương tiếp tục mở rộng vùng trồng chè đến các Pha Long, Dìn Chin, Tả Gia Khâu. Tính đến cuối tháng 10 năm 2021, thì người dân trong huyện đã trồng được 580 ha chè, đạt 165% kế hoạch giao, tập trung tại 15 trên 16 xã, thị trấn. Huyện Mường Khương hiện có gần 4.000 ha chè, trong đó gần 3.000 ha chè kinh doanh. Chỉ tính cho năm 2020 thì cây chè mang lại giá trị hơn 100 tỷ đồng. Được biết, thời gian tới, huyện Mường Khương tiếp tục mở rộng vùng trồng chè, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển, giải bài toán thoát nghèo cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhiều năm nay, thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương đã quan tâm quy hoạch nơi xử lý rác thải sinh hoạt tập trung. Hiện lượng rác thải sinh hoạt đã được kiểm soát tốt tại đây. Thế nhưng thực tế, những biện pháp xử lý rác thải tại đây đều là sử dụng phương pháp thu gom tập trung, dùng hóa chất khử mùi và chôn lấp nên hiệu quả không cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình dòng chảy cuộc sống ngày mai, 22 tháng 11 năm 2021.